À Hàng nghìn bài giảm miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới vào thư Việt Nam tải ngay Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 7 Unit 7 Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học Looking Back mình sẽ cùng nhau ôn tập lại toàn bộ các kiến thức mà chúng ta đã được học trong bài số 7. Trước tiên, các em hãy mở sách giáo khoa trang số 14 giúp cô nào. Như các em có thể quan sát được, bài học ngày hôm nay của chúng ta có tất cả là 5 bài tập. Trong đó, phần đầu tiên từ vựng sẽ bao gồm bài tập 1, 2. Tiếp theo, phần ngữ pháp bao gồm bài tập 3, 4. Và cuối cùng, phần communication chúng ta sẽ có bài tập số 5. Và đương nhiên, ở cuối mỗi phần looking back thì chúng ta sẽ có một cái checklist để chúng ta có thể tự điền xem là thông qua cái bài học này mình đã đáp ứng được những tiêu chí gì rồi để chúng ta sẽ cải thiện bản thân. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu bài học. Chúng ta đến với phần từ vựng. Bài tập số 1 What do these signs mean? Write the meaning below each sign, then put them into the correct box. Những biển báo này có ý nghĩa gì? Hãy viết ý nghĩa ở bên dưới, sau đó thì đặt chúng vào khung. Chúng ta đã quan sát thấy ở đây mình có tất cả là 8 loại biển báo và các loại biển báo này thì chúng ta đa số là đã được tìm hiểu thông qua cái bài học lần trước rồi. Sau khi mà chúng ta điền tên được cho 8 loại biển báo này thì ở bên dưới chúng mình sẽ có ba khung tương ứng là ba loại biển báo khác nhau và chúng ta cần phải phân loại nó. Thì trước tiên chúng mình sẽ đến với cái bước 1 đó là mình hoàn thành tên cho các loại biển báo này nhé. Biển báo số 1 rất đơn giản, đây là biển báo về tín hiệu đèn giao thông. One traffic lights. Đèn giao thông. Biển báo số 2, biển báo này thì mình đã được tìm hiểu rồi đấy, đó chính là biển trường học ở phía trước. School ahead. Tiếp theo đó là biển số 3. Biển này thì màu xanh, hình vuông. Biển này thông báo cho chúng ta bệnh viện ở phía trước. Hospital ahead. Số 4 thì chúng ta thấy biển này có màu xanh và có xe đạp. Như vậy đây là làn đường dành cho xe đạp. Rất đơn giản phải không nào? Cả bốn loại biển báo bên trên thì chúng ta đều đã được học rồi. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sang bốn biển báo còn lại nhé. Biển báo số 5 của chúng ta, biển màu xanh và có chữ P các em còn nhớ chữ P này là viết tắt của từ gì không? À đúng rồi, đó là parking. Đây là nơi đỗ xe. Parking. Và trái ngược lại với parking thì chúng ta sẽ có no parking. Cấm đỗ xe chính là nội dung của bức hình số 6. Ta thấy biển cấm và chữ P ở trong, như vậy đây là biển cấm đỗ xe. Biển số 7 nào? À biển này chúng ta thấy có tín hiệu rẽ trái và có chữ only có nghĩa là duy nhất chỉ, như vậy ta hiểu biển báo này có nghĩa là chỉ được phép rẽ trái. Left turn only. Và cuối cùng, biển số 8, chúng ta có xe đạp và một cái biển cấm màu đỏ ở đây. Như vậy biển này cấm xe đạp. No cycling. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một lần nữa tám cái biển này tên của nó nào. Các em hãy nhìn vào trong sách giáo khoa giúp cô nhé. Bức hình số 1. Đèn giao thông traffic lights. Bức hình số 2, trường học ở phía trước. school ahead. Bức hình số 3, bệnh viện ở phía trước. hospital ahead. Số 4, làn đường dành cho xe đạp. cycle lane. Số 5, nơi đỗ xe. parking. Số 6 Cấm đỗ xe. No parking. Số 7. Chỉ được rẽ trái. Left turn only. Số 8. Cấm xe đạp. No cycling. Ok. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu được tên và nội dung của các loại biển báo này rồi thì mình sẽ cùng nhau phân loại các cái biển báo này vào ba loại bên dưới nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải nghĩa ba loại biển báo này. Đầu tiên chúng ta có prohibition signs. Đây là biển báo cấm. Nếu như bạn nào chưa biết, chúng ta có thể ghi cho cô. Prohibition là một danh từ và nó mang nghĩa là sự cấm. Loại biển báo số 2, warning signs. Đây là biển cảnh báo. Chúng ta đều biết warning có nghĩa là cảnh báo rồi đúng không nào? Loại biển số 3, information size. Đây là biển báo thông tin. Biển này thì nhằm cái mục đích duy nhất đó là thông báo cho chúng ta một số những cái thông tin. Chúng ta đã được học về cách nhận biết ba loại biển báo này rồi. Các em còn nhớ Biển cấm thì chúng ta sẽ có cái ký hiệu gì không? À đúng rồi, biển cấm thì thường thường chúng ta sẽ có dấu tròn gạch chéo màu đỏ, báo hiệu cái sự cấm không được làm. Số 2 đó là biển cảnh báo, biển cảnh báo thì thường sẽ có hình tam giác màu đỏ. Đó là thường thường nhá Còn đương nhiên chúng ta cũng sẽ có một số những cái loại biển báo mà Nó không nằm trong cái quy tắc nhận biết Nhưng mà nó lại thuộc cái loại đó Và cuối cùng đó là biển báo thông tin Biển báo thông tin thì vô cùng đơn giản Nó là những biển báo mà có nền màu xanh dương Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại các cái hình và cùng nhau hoàn thành cái bài tập số 2. Bài tập số 2 của bài tập số 1. Đầu tiên, biển báo cấm này. Chúng ta thấy biển báo cấm đó là hai tấm biển hình tròn bị gạch chéo, no parking và no cycling. Biển số 6 và biển số 8. Tiếp theo, loại biển cảnh báo thì Thứ nhất, chúng ta sẽ liệt kê cho cô hai loại biển mà nó có hình tam giác màu đỏ. Đó là hình số 1, số 2. Traffic lights và school ahead. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn một loại biển nữa mà nó không có hình tam giác nhưng nó lại là biển cảnh báo. Đó là left turn only. Chỉ được rẽ trái. loại biển báo số 3, information size biển báo thông tin loại biển báo này thì chúng ta cũng đã nhận ra nó thông qua cái việc là nó có màu xanh nước biển và ngoài ra thì nó cũng sẽ là ba loại biển báo cuối cùng còn lại trong số tám loại biển đó chính là three four five trường học sorry bệnh viện ở phía trước này Làn đường dành cho xe đạp và biển đỗ xe. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi và bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 2 nào. Yêu cầu của bài tập số 2 đó là write the names of means of transport in the word web below then draw lines joining the correct verbs to the transport. Hãy viết tên của các loại phương tiện giao thông vào cái mạng lưới các từ vựng bên dưới. Sau đó thì kẻ các đường nối những cái động từ với các cái phương tiện giao thông. Trước tiên chúng ta sẽ thực hiện cái yêu cầu đầu tiên đó là Write the names of means of transport. Viết tên của các loại phương tiện giao thông. Chúng ta nhìn thấy ở đây chính là cái word web các cái mạng lưới từ vựng và trung tâm của mạng lưới này đó là means of transport phương tiện giao thông bây giờ mình sẽ cùng nhau điền các cái loại phương tiện giao thông này nhé đầu tiên rất quen thuộc với chúng ta đó sẽ là xe đạp bike hoặc bạn nào có thể ghi là bicycle cũng được tiếp theo nếu như những bạn ở thành phố lớn ví dụ như hà nội hay hồ chí minh thì các bạn ấy có thể không đi học bằng xe đạp mà các bạn ấy đi học bằng xe buýt bus tiếp theo nào bố mẹ chúng ta thì thường đi làm bằng gì nhỉ a à, đi làm bằng xe máy hoặc ô tô motorbike Xe máy này. Ô tô. Car. Tiếp tục nào. Nếu như chúng ta đi xa một chút, ví dụ như đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, mình có thể đi bằng à đi bằng tàu hỏa hoặc hoặc là máy bay, đúng rồi. Tàu hỏa đó là train. Máy bay là plane. ngoài ra thì chúng ta còn ba ô trống nữa để điền cho ba cái phương tiện giao thông chúng ta sẽ điền nốt ví dụ như là tàu thuyền ship boat và taxi chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái Nhiệm vụ số 2 đó là mình nối những cái loại phương tiện giao thông này với những cái động từ cho nó đúng. Phần này thì cô sẽ viết ra cho chúng ta chứ cô không nối nhá, để các em nhìn cho nó dễ. Đây chính là 10 cái phương tiện giao thông mà vừa rồi chúng ta đã liệt kê. Đầu tiên chúng ta sẽ có động từ right Động từ này thì nó có nghĩa là đạp lái và nó sẽ đi được với hai phương tiện thứ nhất bike chúng ta có ride a bike là đi xe đạp thứ hai đó là motorbike ride a motorbike là đi xe máy động từ tiếp theo drive lái xe lái xe thì chúng ta có khá nhiều loại phương tiện giao thông đi được với động từ này đúng không nào ví dụ lái xe buýt drive a bus lái ô tô drive a car lái tàu drive a train và cuối cùng lái taxi drive a taxi động từ tiếp theo get on và cô sẽ gộp luôn cả get off vào nhé get on thì là lên còn get off thì là xuống hai cái cụm động từ này chúng ta có thể đi kèm với bus đúng không lên xuống xe buýt taxi lên xuống xe taxi train lên xuống tàu ship lên xuống thuyền tàu hỏa tàu thủy và cuối cùng lên xuống máy bay plane Động từ tiếp theo của chúng ta là sail sail là đi với các cái loại phương tiện giao thông mà đường thủy đúng không nào? Như vậy ta có boat and ship và động từ cuối cùng fly fly là bay, như vậy thì nó sẽ đi với phương tiện có thể bay được và đó chính là plane fly a plane đi máy bay. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nội dung số 2 của bài tập số 2 rồi. Tuy nhiên thì cái hoạt động động từ đi kèm với các loại phương tiện giao thông nó khá là quan trọng vì vậy cô sẽ cho chúng ta khoảng một phút để các em có thể nhìn lại các cái cụm từ này nhé Thời gian để các em xem lại bài tập số 2 đã hết rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang đến cái phần tiếp theo, đó là ôn tập về ngữ pháp. Trước tiên thì mình sẽ tìm hiểu bài tập số 3. Biến đổi các câu sau đây theo các cái gợi ý trong ngoặc đơn. Chúng ta có tất cả là 5 câu. Và nhìn sơ bộ cả năm câu này, mình đã đoán được là bài tập số 3 giúp chúng ta ôn tập lại phần ngữ pháp đó là used to. Vậy thì trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cách sử dụng cấu trúc của cái cấu trúc này nhá Đầu tiên, ở thể khẳng định chúng ta có chủ ngữ cộng used to cộng động từ nguyên thể ai đó đã từng làm gì như một thói quen và bây giờ thì không còn nữa. Thứ hai, ở dạng phủ định thì chúng ta cũng áp dụng cái quy tắc của thì quá khứ đơn. Đó là mình mượn cho động từ didn't và used to mình sẽ quay về dạng không có the cộng verb nguyên thể. Thứ ba đó là cấu trúc. Nghi vấn ta sẽ có từ để hỏi ở đầu hoặc là không có. Thành phần tiếp theo đó là trợ động từ did cộng chủ ngữ cộng used to cộng động từ nguyên thể. Đây chính là cấu trúc used to cả ba dạng khẳng định, khẳng định khẳng định, phủ định và nghi vấn. Vậy cách sử dụng thì sao nào? Vừa nãy thì cô đã nêu ra cho chúng ta cái cách sử dụng rồi đấy. Đó là nó sử dụng để mô tả thói quen trong quá khứ. Nhớ cho cô hai keyword, thứ nhất là thói quen, thứ hai đó là trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ đã chấm dứt rồi, không còn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập cái cấu trúc used to này thông qua bài tập số 3 nhé. Câu số 1, đây đang là một câu khẳng định và sách giáo khoa cần chúng ta chuyển sang câu nghi vấn. You used to go to school on foot. Bạn đã từng đi học bằng cách là đi bộ. Vậy bây giờ câu hỏi của chúng ta sẽ là Bạn đã từng đi bộ đi học đúng không? Ta mượn trợ động từ đứt này. Sau đó chúng ta có chủ ngữ đúng không nào? Tiếp theo, you used to go to school on foot. Bạn đã từng đi bộ đi học đúng không? Câu số 2 nào? Meet Tavern you ride his motorbike dangerously. Ông Vân đã từng lái xe máy rất là nguy hiểm. Đây đang là một câu, một câu khẳng định và sách giáo khoa muốn chúng ta chuyển câu khẳng định này thành câu phủ định. Với nghĩa là Ông Vân ngày xưa ông ấy không lái xe máy một cách nguy hiểm đâu. Mitterrand didn't used to. Hãy nhớ cho cô used to này không có đuôi đờ nhé. His motorbike dangerously. Okay. Câu số 3 nào? The streets used to be cleaner and more peaceful. Đường xá thì đã từng sạch sẽ hơn và yên bình hơn. Câu ban đầu của chúng ta đang là một câu khẳng định và chúng ta cần chuyển nó sang dạng nghi vấn. Có phải là đường xá ngày xưa sạch sẽ hơn và yên bình hơn phải không? Did the streets used to be cleaner and more peaceful. Ok. Câu số 4 nào. Câu số 4 chúng ta thấy là câu ban đầu không phải là một câu khẳng định nữa. I didn't used to go out on Sundays. Tôi đã từng không đi ra ngoài vào những ngày Chủ nhật Và câu chúng ta cần phải viết là một câu khẳng định Tôi đã từng ra ngoài vào ngày Chủ nhật I used to go out on Sundays Câu số 5, câu cuối cùng nào They used to go on holiday together. Họ đã từng đi nghỉ mát cùng nhau. Hoặc là họ đã từng có một kỳ nghỉ cùng nhau. Câu này chúng ta cần chuyển từ dạng khẳng định sang phủ định. Họ, họ đã không đi nghỉ mát cùng nhau. They didn't used to go on holiday together. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cả 5 câu của bài tập số 3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 4 để xem là bài tập số 4 mình được ôn lại về vấn đề gì nhá. Yêu cầu của bài tập số 4 đó là chúng ta hãy viết các câu sử dụng gợi ý có nghĩa rằng từ các từ gợi ý này chúng ta sẽ tạo thành một câu hoàn chỉnh. Và như các em có thể thấy thì bài tập số 4 này đều nhắc đến các cái mốc gọi là khoảng cách. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng it để mô tả về khoảng cách giữa hai địa điểm và cấu trúc của nó đó là it is cộng khoảng cách cộng from vị trí số 2, vị trí số 1 to vị trí số 2. Đây chính là cấu trúc của chúng ta. Nếu như bạn nào mà chưa nhớ hoặc là chưa nắm được thì các em hãy ghi chú lại giúp cô nhé. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau làm 5 câu của sách giáo khoa. Câu số 1 chúng ta có over 100 kilometers my hometown and Ho Chi Minh City. Như vậy ở đây ta có hai địa điểm đó là quê tôi và thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì quê tôi cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 100 km. It's over 100 km from my hometown to Hồ Chí Minh City. Câu số 2 nào. About 25 km my grandparents' house. Như vậy chúng ta có thể nói là khoảng 25 km để đến nhà ông bà của tôi. It's about 25 km to my grandparents' house. Câu số 3 thì sao nào? I used to small bike the yard outside flat. À câu này thì lại không nhắc đến khoảng cách nữa mà nhắc đến cấu trúc used to mà chúng ta đã được ôn lại trong bài tập số 3. Và câu số 4 này sẽ mang nghĩa là Sorry, câu số 3 này sẽ mang nghĩa là tôi từng đạp xe đạp nhỏ trên sân ở ngoài căn hộ của tôi. I used to ride a small bike in the yard outside my flat. Okay, go so bốn now. Câu số 4 này chúng ta cũng được ôn tập lại cấu trúc used to. Và câu này nó sẽ có nghĩa là từng có một trạm xe buýt ở trung tâm thành phố nhưng mà bây giờ thì nó đã được di chuyển ra ngoại thành. There used to be a bus station in the city center but it was moved to the suburbs Bây giờ nó đã được di chuyển ra ngoại thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 5 là câu cuối cùng của bài 4 nhé. Children must learn road safety before allowed ride bike road. Câu này có khá là nhiều từ đúng không nào và câu của chúng ta sẽ mang nghĩa là trẻ con thì phải học về an toàn đường bộ trước khi mà chúng được phép đạp xe ở trên đường. Children must learn about safe road safety before they are allowed to ride a bike. on the road. Ok. Chúng ta đã hoàn thành xong cả 5 câu của bài tập số 4 rồi. Và bài tập số 4 này cũng đã kết thúc phần ngữ pháp của chúng ta. Bây giờ mình sẽ chuyển sang ôn tập phần Communication. Bài tập số 5. Match the questions from 1 to 6 with the answers A to F. Hãy nối các câu hỏi từ 1 tới 6 với các câu trả lời từ A tới F. Ở đây các em có thể thấy mình có 6 câu hỏi, tương ứng bên dưới là 6 câu trả lời. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu hỏi và tìm luôn câu trả lời cho chúng ở bên dưới nhé. 1 How does your English teacher go to work every day? Giáo viên của bạn đi làm hàng ngày bằng phương tiện gì? Ở đây chúng ta nhắc đến câu hỏi về phương tiện thì mình sẽ tìm câu trả lời về phương tiện. Đó là câu B. Như vậy, one ta đối với B. Câu hỏi số 2. What does this road sign mean? Biển báo đường bộ này có nghĩa là gì? À, như vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là giải thích cái ý nghĩa của nó. It means that you can't go into this road. Nó có nghĩa là bạn không được đi vào con đường này. Câu số 2 ta nối với A. Số 3 Is it far from our school to the central gym? Từ trường chúng ta đi đến phòng tập thể dục thì có xa không? Câu số 3 này thì là một cái câu Yes, no Như vậy ta có hai câu trả lời yes, no là câu C và câu E Tuy nhiên, xét về mặt nội dung thì chúng ta sẽ lựa chọn câu E Nó nói về cái khoảng cách đúng không nào? Không xa đâu, chỉ khoảng 1 km thôi Câu 3 ta nối với Y. E. Câu số 4 thì sao? How long does it take to go from Hà Nội to Côn Đảo by air? Mất bao nhiêu lâu để đi từ Hà Nội tới Côn Đảo bằng máy bay? Câu trả lời của chúng ta sẽ là về khoảng thời gian. Và đáp án chính là đi khoảng 2 tiếng rưỡi. Câu hỏi số 5. What games did you use to play when you were 10 years old? Những cái trò chơi nào mà bạn đã từng chơi khi mà bạn 10 tuổi vậy? À, nhắc đến trò chơi thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án F. Marbles, hide and seek. Chơi bi và chơi trốn tìm. Câu số 5 đối với phương án F. Và đương nhiên câu số 6 ta sẽ nối với phương án còn lại đó là C. Did your father used to take the bus to work? Bố của bạn từng đi xe buýt đi làm phải không? No, he didn't. He cycled to work. Không, ông ấy đạp xe đi làm. Phần communication của ngày hôm nay rất là đơn giản đối với chúng ta phải không nào? Trước khi mà kết thúc video thì cô muốn các em sẽ nhìn vào cái phần checklist một chút giúp cô nhé. Đây chính là cái bảng checklist của chúng mình. Finish. Now I can. Kết thúc bài học rồi. Bây giờ chúng ta có thể làm được những gì thì mình sẽ tích với từng mức độ 1, 2 và 3. Đương nhiên mức độ số 3 sẽ là mức độ thông thạo nhất của chúng ta. Nội dung thứ nhất. Talk about road signs and means of transport. Nói về các biển báo giao thông và các loại phương tiện giao thông. Thứ hai, use it to talk about distance. Sử dụng it để nói về khoảng cách. Số ba, use used to to talk about a past habit or a state. Sử dụng used to để nói về một thói quen trong quá khứ. Số 4, write a paragraph about traffic problems. Viết một đoạn văn về các vấn đề đường bộ, các vấn đề giao thông. Đó thì đây chính là bốn cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn để tích vào và nếu như phần nào các em còn yếu, phần nào mà các em mới chỉ có một sao hoặc hai sao thì mình hãy cố gắng là học lại bài để lên được 3 sao nhé. Bài học ngày hôm nay cũng đã kết thúc Unit 7 của chúng ta rồi. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách